Đây. Chào thầy đi. Anh giờ này như thế nào hả chị? Được lắm. Chào bà. Mấy con không lấy chai nước. Vâng thầy. Dạ. Thôi được rồi, thôi. Anh lên được 2 cân ạ. Vâng. Vâng. Ăn khỏe. Vâng. Ngủ ngon giấc. Rồi. Rất thế... là cảm ơn thầy. Rồi, thế là tốt rồi. Ăn khỏe, ngủ ngon giấc. Thế hôm nay cháu tranh thủ vào đây để cháu đẩy cho anh ấy thêm tí nữa. Vâng. Tức là tăng được 2 cân ạ. Vâng, tăng được 2 cân. Không có 50 cân nữa. Trên 50 cân. Tăng 2 cân. Rồi, không bị mất ngủ nữa. Vâng, ngủ được từ tối đến tận 5 giờ thì dậy. Khỏe. Bác giờ này cháu thấy khỏe da đấy. Khỏe da nhiều đấy. Vâng, bác giờ này cháu thấy khỏe da. Vâng. Bây giờ đi lại cũng dễ dàng. Vâng, vâng. Hôm trước nó đi ở khó khăn như hôm nay. Vâng. Cháu thấy bác kể cả cái da mặt nó cũng sáng sủa đấy. Vâng. Rồi, cho được rồi. Hôm nay để cháu đẩy thêm cho nhé. Vâng, vâng. Rồi. Mong thầy vào đấy. Vâng, thầy quay lưng lại. Thầy có 2 mẫu da tuyệt vời. Dạ, vâng. Cảm ơn ạ. Tuyệt vời, rất là giống thầy. 2 cô gái thì giống bọn mẹ. Vâng, vâng. Cái quay lưng lại nào, quay lưng lại. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cái lên lại nhé. Dạ vâng, được rồi, thế là tốt rồi. Em cũng được. Vâng, hôm nay vợ của thầy không bị không đi. Vâng, nào anh khẳng định ạ. Thưa các bạn, đây là một nhân vật mà hôm trước tôi đã làm clip, tôi up clip. Trường mà anh bị bệnh cũng khá nặng và lâu. Nhưng lần này chúng ta quay lại, tôi tranh thủ quay lại để đẩy cho anh. Thì cái tín hiệu sức khỏe của cả bác và cả anh đều rất khỏe mạnh. Đây là một điều rất vui mừng, rất vui mừng. Và tôi cứ tranh thủ khi nào tôi quay vào thành phố Hồ Chí Minh thì tôi sẽ qua đây để đẩy cho anh. Và hy vọng lần sau quay lại tôi sẽ lại nhận thêm được cái tín hiệu tích cực hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chặng đường cứu đời giúp người của đoàn chúng ta. Xin chào. Hưng Yên. Lấy chồng người làm sách. Vâng. Làm sách Hải Dương á. Vâng. Thế xong là công tác ở Hà Nội. Vâng. Thế đến năm 1985 là tôi vào cái đất này. Vâng. Là bởi vì chồng tôi làm chị An không ra được, thế là đưa hai đứa con vào đây. Vâng. Thế thì năm 86 là bắt đầu dọn sang đây, là cơ quan nó cho nhà này. Vâng. Cái nhà này cũng đã sửa lại rồi trước con bé thôi. Vâng. Thế đây là anh con của bà, là anh con thứ mấy? Con đầu đấy. Con đầu sinh năm 72 ạ. Vâng. Thế anh ấy bị từ bao giờ ạ? Bị từ năm 1994. 94, tức là khi bà vào đây rồi nhỉ? Vâng, vào đây rồi. Thì cái triệu chứng của anh ấy ban đầu như nào? Anh đây ra đây ngồi đây ngồi đây. Là đầu tiên là cứ lên chứ bảo là nó bao vây khắp nhà rồi. Ai bao vây? Cứ bảo người bao vây. Bây giờ không ngủ. Cao hơn. Anh chào thầy. Cao hơn. Nhìn anh rất là sáng sủa, đẹp trai như này mà. Khổ lắm. Vâng. Bao nhiêu năm tôi đi cùng thường cháy đất. Vâng. Cứ là ra Bắc vào Nam rất nhiều. Bây giờ tôi không đi nữa rồi. Vâng. Bây giờ chỉ chết rồi. Tức là bà đi là để chữa cho anh ấy hả? Vâng. Đi tìm hết các nhà ngoại cảm này, các nhà ngoại cảm kia. Vâng. Thế nhưng mà chẳng đến đâu ở đâu. Thế sao bà lại biết đến cháu? Biết là vì này, trên mạng. Trên mạng. Xem thấy thầy. Vâng ạ, vâng ạ. Thầy rất là vui mừng, phấn khởi. Vâng. Thầy cứu nhân đội thế. Vâng. Thầy giúp cho trăm họ với ra. Vâng. Cho nên nhất định phải gặp thầy mừng được. Vâng. Anh ngồi đây, anh ngồi đây, anh đi đâu, anh đi đâu. Quan ơi. Quan ơi. Anh ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Thế là nhà bà là có mấy có hai người con đấy. Hai người. Thằng này là đầu, mỗi đứa con gái thì nó đây. Vâng. Nó lấy chồng. Vâng. Nó ở gần Bà Triệu. Bây giờ nó mở cái trường nó dạy học. Vâng. Thì thỉnh thoảng lắm nó về đây. Tức là cháu này là giúp việc cho tôi. Nhưng mà tôi cũng quý lắm. Vâng. Tôi dựa vào nó rất nhiều. Vâng. Nó chăm cho tôi. Vâng. Thế rồi thì gần trăm cái thằng này. Vâng. Thế anh là bị lâu rồi à? Vâng, bị lâu rồi. Vâng. Thế cái hôm ấy tự dưng là nó cứ làm như thế. Thế xong rồi nó lại đi bộ đội. Vâng. Đi bộ đội đúng một ngày. Thế vào hiệu trường, cái trường phổ thông một thằng này báo lên tận. Cơ quan báo nói rằng nhà nó, bác nó bộ đội, chú nó bộ đội. Thế, bây giờ không thể, nó là con một ở nhà. Không cho nó đi, hôm trước hôm sau.
thì người ta thả thằng này về, nó đi đến hàng xanh, nó đi bộ về nhà. Vâng. Nghĩa là nó cứ rất nhiều sách vở, nó cứ giấu đi rồi thì một hôm tự dưng là tôi mới để ở trong nhà này, thì cháu tự dưng cháu đi Đà Lạt, cháu gọi điện về bảo là con đến tối con về mẹ cứ yên tâm, con ở nhà bạn con, nhưng mà đến mãi suốt đêm cũng không thấy, tôi mất ngủ suốt đêm, tôi đi tìm khắp các nơi không thấy. Thế cho đến khi đến trưa ngày hôm sau nhà dọn cơm ra không ai muốn ăn cả, thì là tự dưng nó đi xe ôm về, cầm cái mặt mũi tái mét nhỏ nhem, tức là hóa ra nó đi Đà Lạt mà ngủ ngoài giờ. Thì trước đây bác nó có ở trên nhưng mà đi tìm không ra địa chỉ, ngủ ngoài trời vật vã, thế nó về đến đây. Thế này thế lại một hôm nhà tôi có cái bàn ăn ở trong kia, thì tôi với con gái tôi với thằng em cơm, thế nó bảo mẹ con vô tích sự rồi. Thế bảo sao vô tích sự, mẹ cho bố con lấy vợ ai đi, nó bảo thế. Thế bảo mẹ có giữ bố con bao giờ đâu. Thế xong nó đi từ ngoài ra đến đây, nó bảo mẹ có một cái lực lượng vô hình không cho con ra ngoài, nó lại đẩy con vào. Cứ như thế thì nó nói như vậy. Tức là trước khi anh bị như này là anh đã có nhìn thấy một cái thế lực vô hình ở trong cái nhà này. Vâng. Thế sau đó là anh từ đấy trở đi là anh bị mất dần cái kiểm soát này. Mất dần kiểm soát. Vâng. Càng ngày càng nặng. Thế đến bây giờ là phải hai mấy năm rồi. Vâng. Nhiều đấy. Thế thì cháu cũng phải nói với bà như thế này. Vâng. Là cháu nhận được tin nhắn của bà. Vâng. Thì cháu đến đây để làm phúc cho gia đình. Thì trong cái việc này thì cháu sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân là cái gì nó gây ra cho anh ấy. Bà đã đưa anh ấy đi khám ở các nơi chưa? Đi khám nhiều rồi. Khám nhưng không ra bệnh gì à? Vâng. Thì người ta cứ bảo là tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt. Vâng. Vâng. Thế có bà có điều trị cho anh ấy trong quá trình... Có điều trị rất nhiều, hít các đa. Cái hồi thuốc mới này. Vâng. Ra bệnh viện Bạch Mai ở 2 tháng rưỡi. Vâng, tức là có điều trị về phần trần rồi, điều trị về y học rồi, vâng. Nhưng mà cũng không có tiến triển gì. Không có tiến triển gì. Vâng. Mà nó cứ vẽ những cái hình, tức là cải tiến cho ô tô này mà thay nhớt là không phải chui xuống gầm. Nó vẽ nhiều, nó cứ bảo mẹ cho con tiền thì con đi đi. Tức là anh ấy kiểu dạng như một kỹ sư, kiểu dạng như một kỹ sư. Con mình. Có học kỹ sư đâu. Vâng. Thế bây giờ là không nhận thức được mọi người xung quanh. Không. Có nhận thức được cô bà không? Có nhận thức không nói ăn gì. Không nói. Thế bây giờ thì cho bà về đây. Vâng. Thế cháu này nói với bà như này, thường những cái bệnh căn bệnh này thì đi y học người ta sẽ chẩn đoán hoặc là trầm cảm hoặc là tâm thần phân liệt. Thì gia đình cũng đã điều trị về cái phần y học suốt cả quá trình rồi. Thế bây giờ còn điều trị nữa không ạ? Bây giờ không điều trị. Không điều trị nữa. Mấy năm nay không điều trị. Vâng, tại vì thực ra như này nếu mà không phải thì điều trị nó sẽ càng gây ảnh hưởng, nó càng gây hại, tại vì nó là tác dụng phụ. Thế còn lại cháu cũng nói với bà như này, thế thì hôm nay cháu đến đây cháu giúp bà là như thế này. Cháu sẽ tìm hiểu xem về phần tâm linh ở đây có cái tâm linh xấu nó gây ra hay không. Nếu có thì cháu sẽ xử lý giúp bà. Thế còn lại để mà anh ấy hồi phục thì nó không thể hồi phục một sớm một chiều được đâu ạ. Ở đây thì cháu chỉ là xử lý cái gây ra thôi. Thế còn lại cái quá trình anh hồi phục thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thể trạng của anh ấy. Vâng. Và cái quãng thời gian anh bị lâu thì cái thời gian hồi phục nó sẽ lâu. Vâng. Còn lại thì cháu rất là hiểu cái trạng thái của bà. Vâng. Tại vì là có hai người con mà đây anh lại là con trai duy nhất. Vâng. Mà anh ấy lại bị như thế này thì cháu cũng rất là đồng cảm. Vâng. Tại vì cháu cũng là cha là mẹ. Vâng. Cháu cũng hiểu cái điều này. Vâng. Thì bà cũng yên tâm là như này, trước khi cháu kiểm tra về cho bà cái phần tâm linh. Vâng. Thì cháu phải nói cho bà biết cái lộ trình. Vâng. Để cháu chữa là như thế. Vâng. Cái gì gây ra cho anh ấy thì cháu sẽ xử lý cái đó. Vâng. Thế còn lại cái quãng thời gian bình phục thì nó là cái thể trạng của anh ấy. Vâng. Và nó mất lâu thời gian hay chóng là do anh bị lâu hay là bị mới bị, bà có hiểu không ạ? Thế còn bây giờ cháu sẽ tìm cháu kiểm tra tâm linh cho gia đình nhà bà nhé, bà nhé. Vâng. Rồi. Bà ở ngoài Hưng Yên thì là ở đâu Hưng Yên? Ở ngay thị xã Hưng Yên, Phú Yên ạ. Chỗ làng Mậu Dương, cái chỗ có cây đa lắm, Giang Nam ấy. Ồ, thế thì anh này anh có hay về Hưng Yên không? Hầu như không về. Không về. Có về một lần. Thế thời điểm trước khi anh này về,
Trước khi anh này bị thì có về Hưng Yên lần nào không? Cũng có về. Cháu là... cháu e là vấn đề nó ở ngoài kia đấy bà. Vâng, chứ không phải ở trong này. Vâng. Không, thưa thầy chắc không phải ở đất này. Bà có biết lịch sử cái đất này không? Cái đất này tức là nó trước đây nó là một cái ao. Cái ao như thế này mà có rất nhiều địa phương. Và cũng có người là đã bị chết đuối vì là lấy cá. Thế sau đó người ta mới đổ cát từ Trị An vào đây, về đây. Vâng, bà, rồi, cháu nói với cháu giải thích với bà như này này. Vì khi bà nói là ở Hưng Yên thì cái ở miền Bắc cái lượng thần và cái tâm linh xấu nó mới nhiều, chứ còn ở phía trong này cũng có, nhưng mà nó lại tác động ở cái góc độ khác, nó không đủ mạnh để tác động cho vào con người trần như thế này đâu. Đấy, bà hiểu không ạ? Thì cái ông trong xe này nó ở chỗ này thì chết rất nhiều. Chết rất nhiều. Tức là chiến tranh, cái cầu đỏ này. Vâng. Thôi được rồi, bây giờ cháu cứ kiểm tra ở đây trước, sau đó nếu mà như thế nào thì cháu sẽ kiểm tra ở quê. Vâng. Bà nhé. Vâng. Thưa các bạn, bà biết đoàn của chúng ta vào đây từ mấy hôm cho nên ngày nào bà cũng ra cổng bà ngồi chờ. Mặc dù bà đi lại đang rất là khó khăn, nhưng tôi hiểu được cái tâm của bà về cái nỗi lo cho con cái. Và hôm nay thì vợ chồng thầy trò cũng sắp xếp gặp mọi công việc khác để đến đây hỗ trợ bà, giúp bà. Chồng bà trước đây có là người địa vị trong công việc không? Có. Vâng ạ, đây gọi là địa vị cao đấy ạ. Vâng ạ. Tổng giám đốc. Tổng giám đốc ạ. Vâng. Đây là địa vị cao đấy ạ. Chồng bà có là con trưởng không? Không, con thứ nhưng thứ nhưng phải gánh trưởng. Gánh trưởng. Vâng ạ, phải gánh trưởng. Cái cụ tứ đại nhà bà, nhà chồng bà ngày xưa là quan hay là thầy đây này? Thầy ạ. Là thầy đấy ạ. Vâng ạ, được rồi. Vâng ạ. Ôi dồi, đất này rồi. Dạ vâng ạ, đất này rồi bà. Vâng. Đất này nó có thần nữ. Thần nữ và nó quy tụ các cái vong linh lang thang ở khu vực này về đây. Cho nên anh ấy mới có cái trạng thái là anh ấy nhìn thấy đông người là như thế. Vâng. Thôi được rồi, cháu xử lý thì nó nhanh thôi, nó đơn giản thôi. Và cháu vẫn nhắc lại là như thế này, là hôm nay cháu sẽ xử lý bắt thần đi cho bà. Nhưng còn lại cái tiến trình của anh ấy nó phục hồi lại lâu hay chóng là nó phụ thuộc vào cơ địa. Vâng. Bà nhé, cơ địa. Vâng, và sự bồi dưỡng của gia đình. Vâng ạ, chứ còn lại là tâm linh thì anh ấy bị tác động là đúng rồi. Vâng. Là đúng. Vâng. Đây là anh bị tâm linh tác động. Vâng. Và hôm nay cháu sẽ xử lý tâm linh cho bà nhé bà nhé. Vâng. Rồi, được rồi. Thầy thầy báo cáo thầy. Dạ. Tôi năm ngoái tôi ngã thất bại rồi. Vâng. Và một lần tôi đi từ trên gác xuống để nấu cơm hai mẹ con ăn. Thì đến đúng cái cầu thang này tôi ngã tôi lưng đầu. Cái bức tường mà tôi thoảng kêu vào cái làm này. Vâng. Trước đây nhà tôi ngồ gập lắm. Vâng. Thế từ đây lên cao bằng. Chứ nó không phẳng bằng thẳng này. Tôi ngã hôm ấy mà Covid bao vây khắp cả. Không làm sao mà gọi được con gái về. Nhờ mãi người ta mới gọi được về. Thì lúc là một tiếng sau vợ chồng mới về. Mới thấy tôi làm một cái thẳng ấy. Cái lương chỗ kia. Thôi được rồi, đây nó sẽ có nhiều những cái bất thường nó xảy ra bà. Vâng. Hôm nay cháu xử lý đi cho đất cát nó sạch sẽ. Vâng. Từ nay trở đi bà không phải lo gì về tâm linh nữa. Vâng. Và bà cứ chăm sóc cho anh ấy khỏe là anh cũng sẽ khỏe thôi bà. Vâng. Nhớ bà nhá. Dạ vâng. Lệnh cho tứ đại hộ pháp cùng 20.000 thiên binh bao vây toàn bộ khu vực này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bắt hết vong linh lang thang và thần dự nữ giữ của trên mảnh đất này lên thiên đợi xét xử. Nếu mà bà theo dõi cháu rồi thì bà biết là cái câu lệnh của cháu nó đơn giản thế thôi nhưng nó lại rất là quan trọng. Dạ vâng, không phải là ai cũng có thể lệnh được như thế này đâu bà. Không, bản thân xin lỗi thầy, thầy xưng tôi là một người tôi quá già. Dạ. Chứ còn tôi là một người quý đất. Dạ vâng. Thầy là một cao bút trên trời xanh. Dạ vâng. Tôi biết như thế nhưng mà bây giờ
cũng không dám xưng hô là. Dạ thôi được rồi, không sao bà, không sao bà. Quan trọng là hôm nay nó cũng không phải là muộn. Vâng. Nhưng nó vẫn còn kịp để tại vì còn anh mới vẫn còn một nửa quãng đời nữa của anh ấy nữa, cháu sẽ cố gắng. Và thực ra cố gắng thì cháu đã bắt cái tâm linh xấu ở đây đi rồi, thế còn lại thì anh ấy sẽ dần dần hồi phục. Thế còn lại trong quá trình cháu ra ra vào vào thì cháu sẽ tranh thủ cháu qua đây cháu truyền cho anh cái năng lượng tốt nhé bà nhé, để cho anh ấy khỏe. Và bây giờ cháu kiểm tra cái lệnh của cháu là xong thôi bà. Ôi trời, rất là tuyệt vời. Dạ vâng ạ, đây là rất là tuyệt vời. Vâng. À, thưa các bạn, đó là công việc chúng ta đi làm, đó là công việc chúng ta làm sạch tâm phần cho đất nước và làm sạch tâm phần cho các gia đình, ngăn cản những cái sự tác động của tâm linh xấu đến con người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin phép bằng clip này để ghép vào các clip công việc. Có mấy cái gạch đầu dòng như sau. Một, tôi chỉ liên lạc và làm việc với mọi người qua Zalo số 0984133133 và tôi không chủ động nhắn tin cho ai trước. Tôi chỉ trả lời tin nhắn khi mọi người trình bày mà thôi. Đấy là cái thứ nhất. Vấn đề thứ hai, tôi chỉ dùng một số tài khoản mang tên tôi là Lương Chính Khang, ngân hàng BIDV, số tài khoản là 21510000239954, ngân hàng BIDV. Các bạn tuyệt đối không được chuyển cho bất cứ một ai giả danh tôi mà sai số tài khoản này, thì các bạn tuyệt đối không được chuyển. Cái gạch đầu dòng thứ ba, đó là các gia đình đã dâng lễ, tôi đã lên lịch mà nằm trong cái lộ trình, nếu không đợi được thì cứ nhắn tin liên tục và Zalo cho tôi và nhắn lại số tài khoản để tôi chuyển khoản lại. Vấn đề thứ tư là các bạn tuyệt đối không được comment cái tình trạng của gia đình nhà mình lên các cái trang Facebook, tại vì đó là các trang giả, tôi không dùng Facebook. Cái kẻ cái bọn lừa đảo này nó sẽ tận dụng cái điều đó để nó comment lại, xin số điện thoại, rồi nó dùng cái Zalo giả, nó kết bạn và nó sẽ lừa tiền. Và các bạn thấy thời gian vừa rồi là rất nhiều người bị. Đó là những cái tôi cảnh báo với mọi người và tôi gắn vào các clip công việc. Xin cảm ơn.